Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chất Sát Hải Phòng. Trong một video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc máy xay thịt bằng tay và đã được rất nhiều khách hàng đặt mua. Không chỉ dùng để xay thịt mà rất nhiều người sử dụng để làm đồ ăn cho cá, làm thức ăn cho chim. Đó là chiếc máy xay thịt loại để bàn. Nhiều bạn hỏi mình có loại nào kẹp được vào bàn không, có thể tháo ra cho tiện. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc máy xay thịt loại kẹp bàn thay vì phải bắt vít. Thì đây là chiếc máy xay thịt loại kẹp bàn. Nó có kích thước nhỏ hơn so với chiếc máy xay thịt lần trước. Về nguyên lý hoạt động thì nó giống nhau, không khác gì cả. Các bạn sử dụng chiếc máy kia thế nào thì chiếc máy này bạn sử dụng như thế. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn cho phù hợp. Và bây giờ thì mình sẽ kẹp vào bàn cho các bạn xem. Bạn chỉ cần nới lỏng con ốc hãm ở phía dưới ra và sau đó cho vào thành bàn rồi kẹp nó lại là được. Khi nào dùng xong thì bạn có thể tháo ra để vệ sinh một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Link sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.